biết cái tô mì này nó to cỡ nào không? Phải tranh thủ cái ngày đi ngắm lá vàng lá đỏ thì mới ghé vô ăn được. Có điều là cái cảnh này mình quay cách đây một tháng rồi nha, chứ giờ cây héo queo à, chuỗi lũi rồi. Hồi đầu á, khi mà mình làm clip về Nhật Bản á, mình quay mì ramen thì mình gọi là mì ramen, nhưng mà có bạn chỉnh mình là đã gọi ramen rồi mà còn gọi mì ở đằng trước nữa, nghĩa là chỉ cần gọi là ramen thôi là đủ hiểu là mì rồi. Thôi đi, giờ gọi ramen hay là mì ramen thì cũng vô bụng hết à. Điều quan trọng nhất của một món ăn á là ăn có ngon hay không. Giống như cái tô này mới nhìn thôi là cho 10 điểm trình bày liền. Người ta sắp xếp mấy cái nguyên liệu trong đây nhìn nó cứ nghệ nghệ làm sao á, cảm giác như là không muốn trộn lên ăn luôn á, sợ xấu. Cũng đâu có ăn trọn nuốt trọng được đâu, cũng phải trộn lên à. Thường ở Việt Nam mình đi ăn mì hay ăn bún gì á, mình đều kêu ít mì ít bún, đa số là mình sẽ thêm thịt, thêm topping đồ gì vô cho nó hoành tráng. Vậy mà qua tới đây mỗi lần ăn mình cứ cảm giác bị thiếu thốn làm sao á, lúc nào mì cũng quá chừng, còn thịt đó nó mỏng dánh mỏng dơ mà có mấy miếng à. Kể cả như nguyên cái tô mì ramen to như vậy mà cũng có được có nửa cái trứng lòng đào thôi. Đa số là người ta ăn mì là nhiều. Tượng cái bữa đó mình ăn quán này người ta cho thêm trứng, là mấy cái quả trứng luộc này nè, người ta cho ăn miễn phí đó, tức là ăn nhiều đó là ăn. Hồi đầu hào hứng dữ lắm nhưng mà ăn tô mì ná thở rồi đâu ăn trứng nổi. Còn ngon hay không thì hên xui tùy khẩu vị.